Rồi, ok, mình chào tất cả em đã quay trở lại channel của Hùng Barber Salon nha. Như thường lệ, chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay Hùng sẽ lên cho anh em một con video liên quan đến chủ đề cắt uốn kiểu tóc side bát ngắn nhá. Đây, hiện tại thì là cái quả đầu của bạn ấy là một kiểu side bát rất dài. Mùa hè nóng nực nên là sẽ chuyển về side bát ngắn anh em nhé. Đoạn sau của video sẽ còn hay hơn nữa, bởi vì hạ form từ form dài về form ngắn rất phức tạp. Nên là anh em hãy để ý và theo dõi video của mình xuyên suốt nhá. Không được tua đi nhá anh em nhá. Ok. Đối với lại cái quy trình làm việc của mình ấy, thì mình thường thường là mình sẽ hay cắt và xử lý uốn trên này trước, sau đó bắt đầu mới lại đi cắt xung quanh anh em ạ. Thì bây giờ việc của mình đó chính là mình thăm khám lại cái tóc cũ này của bạn ấy và mình cắt, chọn cái vị trí cắt làm sao cho nó hợp lý nhất là được. Đây, mình sẽ cắt đi tầm này. Đó, đối với lại tóc này mình sẽ cắt đi tầm này anh em nhé. Khi mà mình đã xác định được độ dài mình cần cắt rồi thì xử lý thôi anh em. Đó, chỉ vài phát thôi là nó đã ngắn gọn đi ngay. Đối với cái phần tóc trên tốp này thì mình sẽ xử lý nhanh, xong bắt đầu là mình chuyển qua mình đi tỉa cho nó thông thoáng ra, xong bắt đầu là đi xử lý phần uốn em nhé. Đây là hướng dẫn cho anh em cách cắt nhanh. Biết đâu được bây giờ nó đang là tháng 5, tháng 6 đúng không? Biết đâu được cái video này nó đến tầm gần Tết nó bắt đầu nó lại lên trend thì sao? Nó lại lúc đấy nó lại được đề xuất nhiều, anh em lại xem được nhiều thì sao. Đây cũng là một cái tư liệu rất là hữu ích cho anh em có thể là tham khảo để mình làm nghề làm sao cho nó tuyệt vời nhất. Trong cái tủ đồ nghề của mình thì mình chỉ ưu tiên duy nhất hai thứ, đó chính là ba thứ. Thứ nhất là cái lược, và thứ hai là cái kéo cắt, và thứ ba là con tông đưa dây. Đấy, mình chỉ để ý mỗi ba cái thứ đấy thôi. 2024 rồi thì nói chung là cái trường hợp mà bị mất điện thì nó khá là hiếm, nên là mình cũng không để ý nhiều đến con tông đưa pin lắm. Bởi vì cắt quen tông đưa dây rồi, không muốn cắt tông đưa pin một tí nào luôn. Rồi ok, đây mình chuyển sang phần này, mình sẽ tỉa bớt đi một chút xíu cái trọng lượng ở phần trên đỉnh này. Sau khi mà mình đã có cái độ dài nó chuẩn chỉ rồi thì bắt đầu là mình sẽ chuyển sang mình đi mình tỉa một chút cái phần ngọn này nhá anh nhá. Đối với lại nguyên tắc của mình thì luôn luôn là phải tỉa trước, xong bắt đầu mới lại thực hiện các cái thao tác sau. Sau khi uốn hoặc là sau khi làm gì ép sai các thứ thì mình sẽ ít khi tỉa nữa anh em nhá. Tỉa để mà đảm bảo được cái độ dày mỏng chuẩn nhất, độ đồng đều nhất thì anh em cứ kẹp lên và chúng ta tỉa này là nó sẽ đảm bảo nhất anh em ạ. Rồi ok. Đấy, sau khi mà xong xuôi tất cả rồi mình sẽ đi mình tra thuốc và thuốc uốn luôn. Dự là đầu này sẽ lại thành một siêu phẩm. Thu uốn bên mình thì vẫn cứ tin dùng sản phẩm Calab anh em nhá. Thuốc uốn Calab, mùi thơm dịu nhẹ, siêu xoăn, siêu phẩm. Một cái gói lớn của nó thì là 500ml anh nhá. Đấy, một cái gói lớn của nó là 500ml. Đó, anh em san sẻ ra những cái lọ bé ấy, để chúng ta tra trực tiếp lên lược và tra lên đầu khách. Nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều anh em ạ. Đây, khá đơn giản nhé. Khi mà đã có cái đường ngôi này rồi thì mình cứ uốn như bình thường thôi.
Bình thường cái phần này nhá, mình sẽ đứng bên này và mình uốn cho nó cụp ở bên kia. Tại sao mình lại đứng bên này? Đó, bởi vì là cái góc mà lúc mà mình kéo ấy nó sẽ lớn hơn góc 90 độ thì nó sẽ tạo ra cái độ phồng nhiều nhất cho cái tóc này. Đó, đứng bên bên này để uốn cụp ở bên kia. Cái kỹ thuật hơi bị hay ho đúng không anh em? Đây, giấy. À quên, chun. Hai cái lồng vào nhau xong kéo nó ra. Ờ, một phát. Phát súng tiếp theo này. Dùng con hàng uốn này chứ không cần phải đeo khẩu trang luôn anh em nhé. Chơi bằng cái VIP Pro luôn. Đây, cái này này. Nhìn. Nhìn chưa? Đấy, anh Kuji nhìn vào đây là biết này. Doãn Nga. Thế rồi, ok. Đấy, còn cái lô bên này thì mình sẽ uốn cụp ở bên này. Sáng nay anh có bảo với Hoàng là cái gì? À, bảo với Duy là gì nhỉ? Gì nhớ? Hai cái lô lại là cái lô gì? Quan trọng nhất. Đúng rồi, hai lô quan trọng nhất của cái quả đầu này. Hai lô ăn tiền nhất anh em ạ. Cố gắng nhé. Rồi xin đi thuốc. Tím. Không, đưa cái lô đấy được. Đưa cái lô bé đấy được. Đó, sau khi hoàn thành tất cả xong xuôi rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi uốn cái phần trên đỉnh này. Nó chỉ khó khăn nhất chúng ta uốn ở cái phần mái thôi. Còn trên đỉnh này thì rất dễ rồi. Trên đỉnh cứ chia luống to bản nhận được. Lấy lô to đi. Cứ đưa cái lô đấy cũng được. Hay đúng quả sai ba sáng nay mới dạy xong nhé. Đấy, sơ đồ cấu trúc có giống nhau không? Có. Không giấu giếm một tí gì nhá. Sáng hướng dẫn thế nào, chiều có khách làm là y như thế luôn nhá. Không lại bảo giấu nghề nhá. Có giống nghề. Học buôn quá, tháng rưỡi rồi. Học viên bên mình là học, các bạn này là học từ lúc chưa biết gì thì sau khoảng tầm một tháng rưỡi là kê được tốt rồi, kê được hòm hòm này, bắt đầu là kê được hòm hòm cái là cho học uốn luôn.
học uốn và thực tập thao tác, những cái thao tác nhuộm tóc, làm quen dần. 3-4 tháng là xuất chuồng tốt. Đào tạo thực chiến là như thế, chuyên gia đào tăng. Đấy, muốn tăng cái độ phẩm của gái thì làm thêm một vài cái lô gái này nữa. Ưng quả đầu 1 phút 30 giây xong. Đó, ok, bên này thêm 1-2 lô nữa là xong. Quá là mại dơ luôn. Đưa giấy to này. Chút nữa. Ê, cài cổng. Lành nhá. Giờ. Đó, thế thôi. Rất là đơn giản. Đây, đây là cái quá trình sau khi mà mình uốn xong nó sẽ được như thế này đúng không? Anh em nhớ là cái phần lấy ngôi này, bên này vẫn cũng như bên này nó phải đối xứng nhau. Hai bên nó sẽ đối xứng nhau, nó sẽ lệch nhau không quá 1 cm nhá. Đó, sau khi mà đã xong hết phần trên tốp, uốn xong hết rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ đi xử lý cái này. Đấy, dựa theo cái độ dài ở cái hai bên này, cái phần giáp nai này. Mình phải tính toán được làm sao là cái phần giáp nai này nó hạ xuống nó sẽ tới đâu. Đấy. Thì cứ thế mà mình phang thôi. Đây. Đấy. Cực kỳ là đơn giản luôn. Cắt quả tóc thì mấy cân góc luôn. Đấy, những phát lược đầu tiên, những phát lược tiếp theo. Nói chung là đối với này, những cái quả mà phá form như này ấy, thì bắt buộc là anh em sẽ phải xác định một cái đường chuẩn ở đây nhá. Đó, đường chuẩn ở đây, nếu lúc mà móc như thế này chúng ta khó làm quá thì chúng ta có thể lấy ngón tay út để chúng ta móc vào như thế này, xác định cái độ dài đường chuẩn đã, điểm chuẩn này. Hoàn toàn là phải kê lực ngang anh nhé. Đối với lại trong cái quả đầu này mình sẽ sử dụng, nói chung là vẫn là lược thần thánh thôi, lược thần thánh và tông đưa dây Andit. Anh em hãy cùng mình nhìn nhé, nhìn xem là cái độ phá form kinh khủng của con Andit này nó như thế nào nhé. Nhìn này, ví dụ mình móc một mảng tóc to như này đúng không, nhìn nó rất là dày này. Đấy, phá này, một phát này, không bao giờ bị khựng luôn, con này không bao giờ bị khựng luôn. Đấy, dù tóc có dày đến bao nhiêu thì dày, Andit nói không với khựng. Nghe không? Lược thần thánh mà lại cộng với lại Andit này nữa thì đúng chấm hết luôn anh em ạ. Chấm hết luôn nhé. Đó, xử lý nhanh cho anh em xem một bên này nè. Ok chưa? Con này là lưỡi đơn anh em nhé. Cái lưỡi đơn và cái mặt này nó rất là phẳng. Cái mặt, cái bàn răng của nó rất là phẳng. Đó.
Nếu như anh em nào mà có nhiều anh em hỏi thắc mắc là thay lưỡi kép có được không thì thay thoải mái anh nhé. Này, móc vào này. Móc vào nguyên một mảng dài này. Úi xa, ok chưa? Đây nhá, móc nguyên một mảng to đùng lên cho anh xem nhé. Một mảng to này, nhìn thấy không? Mảng cực kỳ to nhé. Này. Ok chưa? Đấy. Đấy, nghe gì chưa? Sao, nét chưa? Phải có con tông đơn như thế này trong tủ đồ thì lúc mà đi dọn form các thứ ấy, làm nó nhanh lắm anh em ạ. Đối với này, cái form này thì mình cắt chỉ chắc thì tầm 5 phút là xong rồi. Cả một quả đầu uốn thì mình sẽ mất lâu nhất là cái lúc mà mình cắt phần trên tốp thôi, với lại phần uốn thôi. Còn cắt cái khung này thì chỉ tầm 5 phút là xong. Cực kỳ nhanh mà hiệu quả lắm. Tí nữa hầu như chúng ta không cần phải cắt lại nhiều. Ok. Chung là đi cái khung sơ sơ thôi, anh em không cần phải đi cái khung nó quá nét đâu. Đừng bao giờ đi cái khung quá nét, đi khung quá nét nó chỉ tiêu tốn thời gian của anh em thôi. Anh em cứ đi sơ sơ xong bắt đầu là em đi chấn viền luôn. Xong bắt đầu tí nữa chúng ta đi là lại nữa là xong. Làm đúng quy trình nó nhanh lắm, nó tiết kiệm kinh khủng khiếp luôn. Mình biết là làm video lúc nào nó cũng theo cái quá trình này, cái quy trình như của mình ấy, thì nó sẽ nhiều khi lên video cái nội dung nó sẽ bị làm nhàm chán. Nhiều khi anh em nào mà đã từng xem rồi ấy, thì nó sẽ rất là nhàm chán. Nhưng mà mình hướng tới là cả anh em, những anh em mới nữa, nên là mình sẽ thường xuyên ra những cái video nó có cái nội dung tương tự nhau một chút, hướng đến cả những người mới nữa. Nhưng mà trong những cái video của mình ấy thì lại mỗi một video lại là một mẫu khác nhau, thế nên là nó cùng quy trình nhưng mà mỗi một mẫu khác nhau, có những cái chất tóc, có những cái sọ đầu khác nhau thì nó sẽ có những cái phương pháp làm khác nhau, mặc dù vẫn là chung cái quy trình đấy nhá anh em nhé. Quy trình thì vẫn giống nhau nhưng mà sọ đầu khác nhau, là cái thao tác của mình nó đã khác rồi. Thế nên là mỗi một khách hàng là một cái phương pháp, một cái thao tác khác nhau anh em nhé. Đó, khi mà đã có những cái đường viền với cái đường khuôn nó nét như này rồi thì việc chúng ta là lại nó rất là dễ. Ok. Đây, đối với lại cái gáy này thì mình thậm chí mình chỉ cần mở nhẹ ra một tí rồi. Xong dùng con lược trắng thần thánh này kê nhẹ ra một tí xong. Mình con lược trắng này sử dụng ở những cái đoạn phần đằng sau gáy này nó hiệu quả lắm. Bởi vì nó uốn cong được này. Và hoàn toàn là chúng ta sẽ đi tông ở phần trong lược anh em nhé.
cái nược trắng này nó có khác gì một cái cữ đâu mà. Đó, tắp bơ gáy cực kỳ nhanh. Chỉ một vài thao tác thôi, xong. Đó, anh em thấy chưa? Ok chưa? Đấy, chỗ nào mà nó đốm đốm, nó chưa đều màu thì chúng ta nhặt lại một chút xíu là xong. Tập trung giải quyết đúng cái vấn đề đấy là xong. Đừng làm lan man, đừng làm liên thuyên là được. Ok. Ok anh em nhá. Đây, kết quả đây. Xoăn tít lồ mù luôn. Siêu xoăn luôn. Quá đẹp luôn. Sóng tóc cực kỳ căng luôn. Đây thì từ cái hình như này thì mình sẽ bây giờ mình sẽ sấy ra nhá. Anh em cùng để ý nhá. Quá chất lượng. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ đi mình tinh chỉnh lại một chút xíu là đẹp. Chứ mà cách đây 6 năm thì cái công nghệ tẩy nó không được như bây giờ. Ngày đấy tẩy nó vẫn cảm giác là nó là chuẩn rồi. Mà nghĩ ngày xưa tẩy tóc cũng khiết đấy nhỉ.
bao nhiêu công sức, bao nhiêu là ngày xưa này em cũng chơi tài cũng nhiều đấy chứ, có phải là ít đâu. Không, chơi tài có một, thực ra mấy là lần? Chỉ một lần thôi. Đây chủ yếu là uốn à? Uốn thôi. Đây đối với lại quả đầu này thì chỉ cần một chút sáp nhẹ là xong. Chung một đề con này vẫn hợp nhé. Này nên hình cho tí sáp thôi, còn bình thường chắc chả cần. Chả cần, anh chả bao giờ dùng sáp. Vì đầu này nó dễ mà. Chỉ tạo, sấy ngược lên nó ăn được rồi, về vào form ngay. Là vào cái form này ngay, bởi vì tạo hình nó sẵn có như thế này rồi. Có cái là làm tí sáp cho nó đủ thủ tục quay phim. Ngày xưa thì cứ theo một cái vuốt ngược lên. Nào phải gọn gàng, nếp nào nó phải xếp vào nếp đấy, nhìn nó phải mượt, phải bóng lộn lên. Bóng lộn. Còn bây giờ thì nó lại cứ thích rối tung rối mù lên này. Đấy em thấy tóc style tóc của người trẻ bây giờ thấy rất hay. Rối tung rối mù lên. Nhưng mà dần dần thì lại back to basic hết. Cái truyền thống nó vẫn là hay. Cứ truyền thống này đơn giản, cắt gọn gàng, nhẹ nhàng, lịch lãm. Rồi đây là một số cái hình ảnh cũng như là một số cái đoạn video quay trực tiếp anh em nhé. Quay full HD không che. Đấy, từ trước ra sau cái quả đầu mà mình vừa mới thực hiện xong. Nó mất tầm hơn một tiếng đồng hồ một chút. Đó. Cái quy trình cũng như là các cái thao tác làm việc thì mình đã hướng dẫn cho anh em ở trong cái đoạn trước rất là chi tiết rồi. Đó. Thì anh em cứ về làm giống như mình chia sẻ ấy, là ok anh em ạ. Cực kỳ đẹp nhá. À, nhìn mái này. Bay bóng chưa? Ok chưa? Với cái quả đầu này, với lại cái chất tóc này thì sẽ xoăn được cực kỳ lâu. Với lại kết hợp với lại sản phẩm uốn bên mình nữa thì cực kỳ là bền anh em nhé. Đó, ok chưa? Này mấy hôm nữa chơi lại, chơi tiếp cho bạn ấy tí màu nữa là tuyệt vời. Đó. Rồi, ok, video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành với lại team của Hùng Barber Sharing. Cũng như là kênh YouTube của Hùng Barber Sharing nhé, tiệm tóc nam Hùng Barber Sharing. Ok, hẹn anh em ở những video tiếp theo nhé. Đây là cái mặt phẳng đằng trước giúp cho anh em quan sát được chi tiết nhất cái hai bên thành này. Đấy, rất là đẹp, rất là phẳng phiu đúng không? Tất cả các góc cạnh nhé. Đây cái số 7 này. Đó, ok, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Ok.